Lâu lắm rồi Mai mới live stream lại. Và hôm nay thì Mai mời đến đây một bác sĩ hết sức đẹp trai. Lần nào chị live stream với em chị cũng hồi hộp lắm. Bởi vì sao em lúc nào cũng sáng ngời hơn chị làm sao. Và Mai mời đến đây là bác sĩ Tín, bác sĩ về thẩm mỹ, sẽ cùng chia sẻ với chúng ta những cái bí quyết, những cái phương pháp để làm sao để chúng ta đẹp hơn, không chỉ là gương mặt mà còn là cơ thể nữa, vóc dáng của chúng ta nữa. Gần bắt đầu đến dịp Tết rồi thì lúc này là mọi người cũng đang chuẩn bị nào là dọn dẹp nhà cửa này, rồi chuẩn bị mua sắm quà cáp cho những người thân của mình. Nhưng bên cạnh đó là cũng không quên cho cái việc là làm đẹp, bởi vì thế nào cái ngày Tết là chúng ta cũng sẽ chụp hình, rồi chúng ta nhất là bây giờ event, hoặc là chúng ta bây giờ thời buổi lại còn live stream nữa chứ. Làm sao mà thật là đẹp, thật là rạng ngời để giữ những tấm hình kỷ niệm cũng như là những cái video thật là đẹp với lại những người thân của mình. Thì ngày hôm nay thì bác sĩ Tín sẽ cùng chia sẻ với chúng ta những cái bí quyết, những cái phương pháp để chúng ta làm đẹp, và đồng thời đó là đặc biệt là chúng ta trong cái dịp Tết nữa, chăm sóc như thế nào. Rất hân hạnh cho bác sĩ Tín được gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi livestream trực tiếp của Thẩm mỹ viện Beauty Mai. Hôm nay có cơ hội cùng ngồi với chị Mai để nói về vấn đề chống lão hóa và chúng ta làm sao để giữ được một cái cân nặng phần dáng đẹp nhất để đón chào cái mùa lễ hội sắp tới. Thì bây giờ chị thấy là thường là bắt đầu dịp này là các chị em phụ nữ cũng hay rất là, ngay cả thẩm mỹ viện của chúng ta cũng vậy, rất là nhiều khách đến làm đẹp với những công nghệ cao. Thì bác sĩ Tín có thể chia sẻ một chút là những cái công nghệ nào mà chúng ta nên thực hiện ở thời điểm này, để rồi đến khi dịp Tết là tháng 2, bây giờ chúng ta là tháng 12 đúng không? Nghĩa là khoảng độ 1-2 tháng nữa thì rất là đẹp. Và lúc đó thì chúng ta tha hồ là chúng ta có thể tự tin diện những cái trang phục và đẹp, rồi cùng du xuân với người thân và bạn bè mình. Đúng rồi mọi người. Thì thiệt ra trong thời điểm này mọi người thường hay rất là bận rộn với những cái lịch trình làm việc và những cái event của gia đình, của riêng mình. Thì cái điều mà mọi người đều quan tâm đó là ai cũng rất là bận rộn. Chính vì vậy mà dịp này những cái liệu pháp làm đẹp không xâm lấn, không mất thời gian nghỉ dưỡng nhiều, đối với vậy thì được ưa chuộng nhiều nhất. Đặc biệt là công nghệ Otherapy, chúng ta nâng cơ, xóa nhăn, trẻ hóa da không xâm lấn. Cùng với đó thì khi mà mình trẻ về cái khuôn mặt rồi thì mọi người hay quan tâm tới dáng vẻ của mình. Và chị biết được rằng là trong cái vấn đề mà về trẻ hóa gương mặt đó, thì lần trước bác sĩ Tiến cũng trình bày có rất là nhiều cái giải pháp mà nhiều khi chúng ta phải kết hợp với sự đồng bộ. Chẳng hạn như ta kết hợp với lại Ultherapy hay là thêm mask CBT hoặc là thêm mask flex mới ra đời, hoặc là chúng ta có thể sử dụng công nghệ sóng siêu hội tụ hoặc là những công nghệ như là sóng cao tần. Rồi đó là những công nghệ bằng máy móc. Ngoài ra là chúng ta có thể sử dụng những cái phương pháp như là meso để đưa những cái dưỡng chất sâu dưới da, rồi chưa kể là những cái laser nữa. Nhưng mà trước khi đó thì cả nhà ơi, cho phép Mai được chia sẻ một chút là ngày hôm nay Mai và bác sĩ Tín sẽ nói với chúng ta về vấn đề trẻ hóa, vấn đề giảm béo. Nhưng mà cụ thể hơn thì vào ngày Chủ nhật tuần này vào lúc 10 giờ sáng tại hai đầu cầu cả Sài Gòn cả Hà Nội luôn. Tại Sài Gòn thì sẽ là tổ chức tại 158A Võ Thị Sáu, quận 3, và tại Hà Nội là 74 Tô Hiến Thành, sẽ có hội thảo và các bác sĩ sẽ chia sẻ với chúng ta những bí quyết. Và như vậy thì chúng ta sẽ có được những cái thông tin một cách trực tiếp cập nhật, giả sử như mọi người có bất kỳ những cái câu hỏi hay là những cái thắc mắc nào đó thì chúng ta có thể đặt câu hỏi trực tiếp với các bác sĩ cũng như là những đội chuyên viên tư vấn. Và đến với hội thảo thì chúng ta cũng có những cái phần quà hấp dẫn nhân dịp 20 năm thành lập DB từ năm 1998 đến năm 2018, đến nay là 20 năm rồi. Thì BB có gửi tặng cho tất cả quý vị những món quà rất là hữu ích, nào là kem dưỡng, kem chống nắng, và chúng ta đến hội thảo chúng ta được lắng nghe những thông tin và chúng ta đã có quà cầm về nữa. Cả nhà chúng ta nếu có thời gian và chúng ta quan tâm đến sức khỏe cũng như vẻ đẹp của mình thì đừng ngần ngại, hãy đến với BB vào lúc 10 giờ tại cả Sài Gòn cũng như Hà Nội, ở những cái địa điểm mà Mai sẽ ghi rõ hơn trong cái phần comment để cả nhà chúng ta không có bị nhầm cái địa chỉ nhé. Rồi bây giờ chị mời Tín có thể chia sẻ tiếp về những cái mà nãy như chị nói, chị thấy rất là Tín trình bày trong một cái gọi là biểu đồ, cái giải pháp tổng thể thì nó có rất là nhiều cái giải pháp công nghệ, có meso, có laser, có
Thì đối với lại những cái liệu pháp mà thẩm mỹ ngọc hoa hiện nay thì đang rất là được ưa chuộng, bởi vì mọi người biết là cuối năm ai cũng bận rộn hết. Chính vì vậy cho nên là để chăm sóc cái tầng da sâu của mình, trẻ hóa, nâng cơ, cái phần cơ, chúng ta sử dụng Ultherapy kết hợp với lại một cái lớp bì săn chắc, căng da, căng bóng, thì chúng ta sẽ có Thermacity-B và Thermax-FLX mới ra đời. Trên cùng cái lớp da của mình để giải quyết những cái sắc tố thì chúng ta sử dụng liệu pháp laser apply nếu như quý vị có những cái tổn thương sắc tố bề mặt như là nám và tàn nhang. Bên cạnh đó thì để cho chúng ta có một mức độ căng bóng và cái độ ẩm làn da của mình sẽ sử dụng liệu pháp nanocollagen để cung cấp những cái dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt là đối với quý vị như chúng ta ở Hà Nội hoặc là các tỉnh phía Bắc thì mùa đông quý vị biết da rất là dễ bị mất đi cái độ ẩm của mình. Chính vì vậy cho nên chúng ta sẽ làm những cái liệu trình và bổ sung lại cái độ ẩm và cái độ sáng cho da để mình có được cái làn da mà mọi người nói là trong mùa đông như mình không thèm khô. Đúng rồi, đúng rồi. Xấu. Đúng rồi, đặc biệt là Hà Nội là cái mùa này là hanh khô mà thậm chí da lại còn bị bong tróc nữa mà như chị ra Hà Nội nhiều khi chị thấy chị bị ngứa đó cơ. Vì nó khô quá. Thành ra là cái phương pháp mà đưa nano collagen với những thành phần như là HA rồi những thành phần collagen, những thành phần vitamin, dưỡng chất thì nó sẽ làm cho cái làn da của chúng ta mượt mà và đồng thời là nó bổ sung thêm những cái dưỡng chất mà thiếu trên bề mặt của chúng ta, da của chúng ta. Mà thực sự những cái vitamin trong cái liệu pháp điều trị nano collagen nó có một cái điểm mạnh nữa là mình không thể nào có ở trong những cái sản phẩm mỹ phẩm được. Ví dụ như là những cái vitamin quý như là vitamin B8, B9, biotin hoặc là acid folic. Đúng rồi, mà đặc biệt nữa là nhiều khi chúng ta bôi trên bề mặt đâu, đôi khi là chúng ta nghĩ là chúng ta sử dụng vitamin C, vitamin E vân vân thì cái độ thẩm thấu nó cũng không có nhiều, nó chỉ nằm trên bề mặt da thôi, từ cái lỗ chân lông nó rất là bé, nó tính bằng nanometer rất là nhỏ, do đó là giống như lần trước bác Tín cũng có chia sẻ là cái da của chúng ta rất là tuyệt vời, là chúng ta bảo vệ da, da chúng ta là một cái cơ quan để bảo vệ để khỏi những cái tác hại ở môi trường, ngay cả vấn đề như HIV hoặc là viêm gan CVB, da mình mà nó cái gì cũng vô hết thì coi như là chúng ta sẽ bị bệnh hoài luôn, đúng không? Mà làn da của chúng bảo vệ rất là tốt, nhưng mà vô hình chung thì khi mà bảo vệ như vậy thì nó cũng sẽ ngăn chặn luôn cả những cái dưỡng chất mà rất là tốt cho cơ thể của chúng ta. Như vậy thì chúng ta phải có những giải pháp chẳng hạn như là ép những dưỡng chất sâu bằng cái máy giống như đi không kim, vi kim, phi kim, hoặc là chúng ta đưa vào cái nano collagen đưa vào trong cái da của chúng ta đi sâu ở cái lớp mà trung bì, thì như vậy là da của chúng ta nước mát hơn. Thì có rất là nhiều phương pháp, và mới thấy là trong đây mọi người có đặt câu hỏi là BB có thêm mát FLX thì thưa với cả nhà là có ạ. Nói chung BB là đi đầu trong những cái ngành công nghệ, thử ra là những cái máy móc mà tối tân nhất thì BB không bao giờ bỏ qua. Và mọi người cũng đặt câu hỏi là cái sự khác biệt giữa thêm mát CPT với thêm mát mới là FLX thì như thế nào, thì Mai cũng trải nghiệm rồi, thì Mai cũng chia sẻ với cả nhà một chút là nó sẽ thứ nhất là nó nhanh hơn, thứ hai là cảm giác này nó dễ chịu hơn. Dạ, thì đó là cũng nhưng mà nó thì nó lại có cái hơi khó một chút là cái chi phí nó lại cao hơn một chút, với đầu tiếp nó lại mắc hơn. Đấy thì tùy vào cái sự lựa chọn của chúng ta, nếu như chúng ta muốn là chúng ta cũng không cảm thấy thoải mái lắm, cũng không bị rát lắm khi mà chúng ta điều trị, và hoặc là chúng ta cũng có dư giả thời gian thì chúng ta có thể sử dụng công nghệ thêm mát CBT. Nhưng nếu như chúng ta gấp rút mà chúng ta muốn là thật là nhẹ hơn thì chúng ta có thể sử dụng công nghệ mới là thêm mát là FLX, thì và tùy vào cái nhu cầu cũng như là cái khả năng mà chúng ta có thể có sự lựa chọn. Và BB thì có rất là nhiều sự lựa chọn cho cả nhà chúng ta. Chỉ để chị xem những câu hỏi khác nữa này, thế này. Em ơi, làm sao cho chị thấy được những câu hỏi của mọi người vậy? Chị trả lời. Và một cái điều nữa mà mình muốn chia sẻ với quý vị đó là trong cái thời điểm mà gần Tết, mọi người thường hay rất là ăn uống nhiều cái bữa tiệc mà mình phải tham gia, thì cái việc mà mình đi điều trị thẩm mỹ nó còn liên quan tới cái việc sức khỏe nữa. Nếu như quý vị ăn quá nhiều, quý vị sử dụng nhiều những cái đồ uống có cồn và nó sẽ
tích lại trong cơ thể của mình dưới dạng những loại mỡ thừa, thì bên cạnh đó nó làm cho mình mất form, mất dáng, mặc đồ không đẹp và nó còn ảnh hưởng tới cái sức khỏe của mình nữa. Bởi vì chị mới biết được là những cái mà tế bào mỡ đó nó dự trữ mà cái thành phần chính của nó mà gây nguy hại đến cơ thể của mình đó là cholesterol. Những cái mảng cholesterol này cùng với cái sự tăng huyết áp trong cơ thể mình nó sẽ là tăng cái nguy cơ hình thành những cái mảng xơ vữa trong cái động mạch. Thì những cái mảng xơ vữa trong động mạch này nó sẽ làm tăng nguy cơ bị đột quỵ tim và não. Vậy đó một cách nôm na nó giống như là những cái ống nước đi mà chúng ta bị tắc nghẽn, như vậy cái máu huyết nó không lưu thông được thì như vậy nó sẽ không nuôi được những cái tế bào trong cơ thể của chúng ta thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nó một cách nôm na để chúng ta hiểu được như vậy. Và đồng thời nữa là khi mà chị thấy là chúng ta mọc lên, thì bây giờ chúng ta nói trước về vấn đề gương mặt đi, thì ngay cả gương mặt của chúng ta cũng sẽ bị phúng phính rồi bị mỡ hai cằm, sẽ thấy là chúng ta sẽ già nua hơn hay là cái mặt chúng ta bị chảy xệ hơn. Thì chị thấy là có rất là, bác sĩ Tín chia sẻ có rất là nhiều phương pháp để chúng ta có thể giải quyết vấn đề, tại vì bên dưới má của chúng ta thì hoặc là chúng ta có thể phẫu thuật để lấy cái phần mỡ đi, hoặc là chúng ta có thể sử dụng công nghệ Botox để chích vào hai cái bên má cho gương mặt gọn lại, hoặc là chúng ta dùng phương pháp phẫu thuật chúng ta gọt cằm, hoặc là chúng ta đơn giản nhất là chúng ta có thể sử dụng những công nghệ như là U-therapy để có thể giúp cho săn chắc và kết hợp với enzyme để có thể tan cái vùng mỡ. Chúng ta không phẫu thuật, hoàn toàn không phẫu thuật nha cả nhà, chúng ta đưa cái phần enzyme đó vào trong vùng mỡ để tan cái vùng mỡ đó đi, đồng thời là dùng cái phương pháp U-therapy để làm cho thơm mọng gương mặt mà hoàn toàn là không xâm lấn. Mục đích cuối cùng là để mình tạo lại cái đường nét để trong gương mặt. Nếu như cả nhà mà theo dõi những nghệ sĩ thì thấy được rằng là chẳng hạn như là Việt Hương, nghệ sĩ Việt Hương là một người đã chăm sóc những cái công nghệ tại BB cũng được 2 năm rồi, thì thấy gương mặt của nghệ sĩ Việt Hương rất là thon gọn lại. Không phải là công nghệ này không chỉ là cho chúng ta đẹp liền, săn chắc collagen, tăng sinh elastin đâu, mà chúng ta lại còn thon gọn gương mặt và kéo dài theo nhiều năm tháng. Hoặc là chúng ta thấy những nghệ sĩ như Chí Tài hay là Đại Nghĩa, hoặc là các nghệ sĩ cải lương, hoặc là các ca sĩ thì cũng rất là hầu như là BB cũng hân hạnh là được, phải nói là một trong những thẩm mỹ viện mà được các nghệ sĩ ủng hộ chăm sóc nhiều nhất. Nếu chúng ta đến BB là chúng ta thấy là ngồi ở dưới showroom là thấy gặp các nghệ sĩ ra vào rất là thường xuyên, là bởi vì những cái công nghệ nó đem lại những cái hiệu quả nhất định. Chính vì vậy rất là tốt, chính vì vậy mà các nghệ sĩ đã truyền miệng để mà có thể đến điều trị, bởi vì giữ được cái gương mặt mình tươi trẻ đối với nghệ sĩ thì đó là một cái tôn trọng khách hàng, tôn trọng khán giả, cũng như là mình muốn giữ cái phong độ nghề nghiệp của mình. Còn đối với nhiều doanh nhân thì cũng xem như là một cái phương pháp để chúng ta có thể đem lại niềm vui, đem lại sự tự tin cho bản thân mình, cũng như là nhìn cái gương mặt sáng sủa thì có may mắn, có tài lộc đến với chúng ta tốt hơn. Rất là nhiều cái, và đây là có những cái câu hỏi khác. Bác sĩ Tín có thể trả lời giúp chị là bên mình có công nghệ gì giúp da săn chắc căng mịn không? Công nghệ giúp da săn chắc căng mịn thì không biết là chị khách hàng này mình 33 tuổi rồi, cái câu hỏi này thì cũng rất là hay gặp ở BB Thanh Mai. Tuy nhiên mình cần biết mức độ lão hóa mình đang ở cái mức nào, những cái đường nét trên khuôn mặt của mình như thế nào để cải thiện. Ví dụ đi đơn cử một người phụ nữ mà trên khoảng 40 tuổi rồi, mình sẽ thường rất là hay thường gặp những cái dấu hiệu lão hóa như là rạch mũi má mình hơi sâu, viền hàm mình không được rõ ràng và sẽ có cái mầm sơn lai nó sẽ chảy xệ vào này. Thì tốt nhất quý vị sẽ làm ở tầng sâu, chúng ta sẽ làm công nghệ Ultherapy để nâng cái phần mầm chảy xệ này lên, và quý vị giải quyết được một vấn đề lão hóa. Bên cạnh đó khi mà chúng ta nâng cái viền hàm lên thì cái cằm chúng ta lại thấy rõ ràng hơn, sạch đẹp hơn, cái cằm mình define hơn. Bước theo tiếp theo ở cái tầng mì mà quý vị muốn trẻ hóa, chúng ta cùng lớp luôn thì có thể dùng công nghệ Thermage, sử dụng sóng vô tuyến điện dung để chúng ta căng bóng cái bề mặt, và trên cùng thì chúng ta sẽ xử lý bằng nano collagen để tạo một da có độ ẩm căng mướt, giống như quý vị có một cái nhà đẹp rồi thì chúng ta sẽ có một màu sơn nó thật là bắt mắt sáng sủa. Rồi bạn Ngọc Yến đặt câu hỏi là bao nhiêu tuổi thì làm được công nghệ therapy? Thì quý vị biết là làn da của mình là lão hóa đầu tiên. Từ năm 18 tuổi thì cứ một năm thì mình đã bị mất đi 1% cái lượng collagen trong cơ thể rồi. Thì quý vị cứ tưởng tượng như collagen nó bị mất theo thời gian thì giống như là mình, da mình sẽ bị lão hóa, bởi vì nó mất cái lớp nâng đỡ cái mặt của mình.
thì lâu ngày mình sẽ bị chảy xệ hết, mình sẽ làm cái nét mặt của mình rất là buồn. Thì từ 18 tuổi cho đi thì chúng ta đã có thể làm. Tuy nhiên 18 tuổi thì chưa có ai thấy những cái dấu hiệu lão hóa này khuôn mặt của mình hết. Thì quý vị có thể là khoảng 20 tới 25, hoặc là sau 25 quý vị 30 thì những cái đường nét lão hóa trên khuôn mặt nó chưa nhiều, thì chúng ta có thể làm công nghệ Thomas thôi nếu mình muốn một khuôn mặt nó không nhỏ. Tuy nhiên đối với quý vị, chúng ta mới có 20 hay 25 tuổi mà cái gen trong gia đình mình là có khuôn mặt round face, tức là một, dạ đúng rồi, là một cái khuôn mặt rất là phổ biến của vùng Á Đông, thì chúng ta có thể sử dụng công nghệ therapy tập trung những cái vùng mid face và lower face để mình tạo cái mặt mình thon gọn hơn, nhìn nó cũng thanh thoát. Rồi còn nhiều câu hỏi nữa là muốn làm thêm mask, bạn Moon Moon có làm thêm mask được 6 tháng rồi và bây giờ muốn làm công nghệ khác có được không? Thì thiệt ra cái công nghệ Thomas nó đỉnh điểm thời gian tác dụng của nó là lên tới khoảng 18 tháng nếu như mà lạc da chúng ta là săn chắc và đàn hồi và cái mức độ lão hóa không quá nhiều. Thì sau khoảng 3 đến 6 tháng cái tác dụng nó bắt đầu giảm xuống, bởi vì collagen chúng ta mất theo thời gian quý vị, nó cũng giống như tất cả các tế bào trong cơ thể mình sẽ bị chết theo cái chu trình. Vì vậy cho nên nếu như mình tái tạo lại nó sớm chừng nào thì mình sẽ lưu giữ được cái vẻ đẹp của nó sớm chừng nào. Bạn Linh Ninh Trần đặt câu hỏi là em muốn làm cho gương mặt thon nhỏ thì làm dịch vụ gì? Thì hồi nãy là bác sĩ cũng đã chia sẻ rồi, chúng ta có thể sử dụng phối hợp công nghệ của therapy hoặc là chúng ta có thể có protein để chúng ta phối hợp, hoặc là enzyme để làm sao cho gương mặt thật là thon gọn, điêu khắc cho gương mặt của chúng ta. Bạn Suri đặt câu hỏi là mẹ em 50 tuổi, da lão hóa chảy xệ nhiều, làm công nghệ nâng cơ có hiệu quả không bác sĩ? Ở độ tuổi 50 thì quý vị có thể thấy là chúng ta đã có khá là nhiều những cái dấu hiệu lão hóa trên khuôn mặt. Ví dụ như là cung mày mình đã bị chảy xệ, cung mày bị sụp. Rồi, đó là phần upper face, tức là mặt trên của quý vị. Ở dưới mặt giữa, ở độ tuổi 50 tôi thường thấy những khách hàng là hay có cái rãnh má khá là sâu ha. Và quý vị cũng bị mất cái viền hàm, bị chảy xệ cái viền hàm rất là nhiều. Và chúng ta có cái cằm bị thu lại, cái cằm nó bị nhánh lại. Cho nên ở độ tuổi này thì chúng ta cũng có thể là sử dụng công nghệ therapy khá là tốt. Bạn Nhung đặt câu hỏi là em muốn đăng ký hội thảo thì sao vậy? Nhung ơi và thưa các bạn, là nếu như chúng ta muốn đăng ký thì đơn giản lắm, mọi người có thể inbox hoặc là mọi người cứ để lại cái số điện thoại thì BPB các bạn telesale sẽ gọi để chăm sóc cho cả nhà chúng ta thật là chu đáo. Và nếu như chúng ta ở phía Bắc thì mời mọi người đến 74 Tô Hiến Thành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Còn nếu như ở chúng ta ở phía Nam thì chúng ta có thể đến 158A Võ Thị Sáu, quận 3 vào lúc 10 giờ sáng ngày Chủ nhật này, thì chúng ta sẽ gặp gỡ các bác sĩ để chia sẻ chúng ta thật là rõ và giả sử như chúng ta gương mặt chúng ta có những cái không phải ai cũng giống nhau, không phải ai cũng to cái phần má, mà có những người thì to phần này mà bên kia thì lại nhỏ hơn, hoặc là phần trán thì lại hóp hơn, hoặc là có những cái vùng mà có những người cười thì lại nhăn mắt, hoặc có những người cười chăm nhăn mũi, hay là có những người nhăn ở cái khóe miệng, và có rất là mỗi người thì lại có những cái cơ co khác nhau, dẫn đến là những cái độ nhăn hay là những cái vấn đề lão hóa khác nhau. Như vậy thì chúng ta có thể đến nghe hội thảo, đồng thời là hỏi các bác sĩ và bác sĩ sẽ chia sẻ trực tiếp cho chúng ta những cái vấn đề nào và chúng ta cần chăm sóc như thế nào để cho đạt được cái mục tiêu về vấn đề mà chúng ta quan tâm. Và còn chưa hết thì chúng ta còn có những phần quà rất là hấp dẫn nào là kem chống nắng, kem dưỡng da mà BB gửi tặng cho tất cả các khách hàng nhân dịp 20 năm thành lập BB từ năm 1998 và bây giờ là năm 2018. Rất là mong được gặp tất cả các quý khách hàng vào lúc 10 giờ sáng ngày Chủ nhật tại cả hai nơi, Sài Gòn cũng như là Hà Nội. Mình tiếp tục là mình bị nếp nhăn nhiều vùng mắt nên làm gì cho hiệu quả nhiều vậy ạ? Bạn Thoại đặt câu hỏi. Cảm ơn câu hỏi của chị. Đối với những cái nếp nhăn li ti ở vùng mắt thì chúng ta sẽ có thể dùng hai phương pháp phối hợp. Phương pháp đầu tiên, nếu như một da chúng ta bị trùng sập cái khuôn mặt nhiều, chúng ta có thể sử dụng đầu tiếp của therapy. Có một cái đặc điểm rất là đặc biệt
đối với Otherapy là chúng ta có cái đầu tiếp đi riêng cho vùng mắt, xử lý những cái nếp nhăn khóe mắt cho quý vị mà những cái loại máy trên thị trường không thể có được, là chúng tôi sẽ đi ở cái vùng mắt mà vừa nâng cung mày mà vừa làm căng những cái da vùng mắt, làm mà giảm nhăn ở những cái vùng như là vùng nếp chân chim của quý vị. Sau đó ở tầng cơ chúng ta đã nâng lên rồi thì chúng ta có thể dùng công nghệ Thermage đầu tiếp cũng dành riêng vùng mắt luôn, để mà tái tạo lại cái lớp collagen mà đã bị trùng, nó gây ra cái sự trùng và tạo ra da quý vị, thì để giải quyết được những vấn đề đó. Và sau này để mà ngăn những cái nếp nhăn khi chúng ta cười quá nhiều thì quý vị có thể sử dụng công nghệ đó là chúng ta tiêm protein để làm giảm bớt những cái nếp nhăn khi mà chúng ta cũng đọc ở vùng mặt. Chị tưởng bác tiêm nói là nếu chúng ta cười chúng ta nhăn nhiều tốt nhất là đừng cười chứ. À, đùa vậy thôi, làm sao chúng ta vẫn phải vui, chúng ta vẫn phải tận hưởng cuộc sống này, nhưng mà chúng ta rất có rất là nhiều giải pháp để có thể đem lại cái sự trẻ trung cũng như là đem lại sức khỏe cho chúng ta, miễn là chúng ta cập nhật những cái thông tin, những cái công nghệ mới nhất trên thế giới hiện giờ đang phát triển để chúng ta có thể áp dụng cho chính bản thân mình và người thân của mình. Cảm ơn Nguyễn Ngọc An. Bạn Hương Văn đặt câu hỏi: em 31 tuổi, gia đình này xuất hiện nhiều vết nám ở gò má, chị Mai cùng bác sĩ có thể tư vấn giúp em nha. Cảm ơn chị Hương Văn đã gửi câu hỏi đến BB Thanh Mai. Ở cái độ tuổi 31, quý vị có những cái sắc tố ở vùng nám, vùng gò má, sạm, nám da, tàn nhang, thì quý vị tốt nhất chúng ta sẽ đến BBVT để chúng ta có thể được soi da bằng hệ thống phân tích da PCR để có thể được chẩn đoán được chính xác cái tình trạng tổn thương sắc tố mình đang gặp phải là gì. Và bên cạnh đó sử dụng công nghệ FPAP là sự kết hợp giữa laser red light và xung ánh sáng từ chiều cao IPL để giải quyết những cái sắc tố trên bề mặt của mình, là cách tốt nhất, bởi vì thường tổn sắc tố có rất là nhiều loại. Và đồng thời là chúng ta cũng còn có thể xem được rằng là trong cơ thể của chúng ta có phải là do vấn đề về nội tiết tố hay không. Có những người do cái không cân bằng nội tiết tố, hay là có cái lượng sắt hay là lượng đồng, thậm chí chúng ta ăn, thường phụ nữ chúng ta lớn tuổi là hay thiếu chất sắt, nhưng mà với những người mà mê thịt bò nhiều quá hay là mê những thực phẩm có nhiều chất sắt thì chúng ta sẽ bị dư lượng sắt đi. Dư lượng sắt thôi cũng có vấn đề nha cả nhà, chúng ta sẽ dễ bị sạm nám hơn, ngay cả lượng đồng cũng vậy. Thì như vậy là ở tại BB có cái máy đo kim loại để có thể biết được rằng là chúng ta cái lượng kim loại trong cơ nặng trong cơ thể của chúng ta nhiều hay ít, hay cái lượng vi khoáng của chúng ta có cân bằng hay không, hay là vitamin có thiếu hụt như thế nào, thì để chúng ta có thể điều chỉnh trong vấn đề ăn uống hay là thực phẩm chức năng. Thì như vậy chúng ta cũng ngăn ngừa từ bên trong chứ không chỉ là đơn giản để chúng ta điều trị bên ngoài. Thành ra là nhưng mà chia sẻ là nếu mà điều trị thì chúng ta phải biết được cái bệnh, chúng ta phải biết được cái vấn đề nó là cái gì. Chính vì vậy mà tại BB thì cũng có những cái công nghệ soi da tiên tiến mới nhất, ví dụ như là VGA, hay là trong cơ thể của chúng ta thì chúng ta có thể đo được kim loại nặng, đo được vitamin, thì như vậy chúng ta sẽ biết được cái vấn đề tình trạng sức khỏe của chúng ta, rồi chúng ta sẽ có những cái giải pháp để điều trị một cách thích hợp cho cái vấn đề của mình, cho triệt để tốt nhất. Bạn Lý Thanh Thanh đặt câu hỏi: bọng mắt mà không cần phẫu thuật hết không? Nếu mà đối với chúng ta mà bị bọng mắt này thì chúng ta cũng có những cái giải pháp, nếu mà ít thì chúng ta có thể chỉ làm công nghệ và bác sĩ, còn nếu mà chúng ta nhiều thì chúng ta sẽ sử dụng như thế nào đây? Nếu như mà quý vị mà bọng mắt chúng ta quá nhiều, nó làm chảy xệ xuống gần ở cái vùng gò má, vùng tiếp gò má của mình, thì chúng ta có thể là lựa chọn một cái phương pháp, ví dụ như là khi mà bác sĩ Tan về, là bác sĩ giám đốc chuyên môn của BBVT cố vấn chuyên môn cho chuỗi thẩm mỹ viện Excellent Clinic nổi tiếng trên thế giới, thì quý vị có thể gặp bác sĩ Tan để có thể có những cái phương pháp mà thẩm mỹ ít xâm lấn để có thể là điều trị ở vùng bọng mắt hiệu quả. Như vậy là tùy nha bạn Thanh Nhanh, có nghĩa là nếu mà ít thì chúng ta có thể sử dụng công nghệ, còn nếu mà nhiều hơn nữa thì chúng ta sẽ được điều trị, tùy có thể là chúng ta sẽ có những cái dùng cái chích, hoặc là chúng ta có thể sử dụng phẫu thuật một chút để chúng ta lấy cái vùng bọng mắt nó ra. Và tại BB thì có giấy phép phẫu thuật, phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ cũng như là bên sĩ bác sĩ tai là có giấy phép của Bộ Y tế về hành nghề về phẫu thuật tại Việt Nam. Nên đó là cả nhà mình an tâm, nếu như chúng ta có nhu cầu thì hãy comment, rồi chuyên viên
tư vấn của BB sẽ liên lạc với cả nhà chúng ta để có thể chăm sóc cả nhà mình chu đáo. Tiếp tục là Mai thấy trong sau khi mà chúng ta về với gương mặt rồi thì bây giờ Mai thấy là có rất là nhiều những vấn đề, những cái khách hàng đặt câu hỏi về về cơ thể, về 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 bắp tay to này, chảy xệ hay là béo ở vùng bụng, thì bác sĩ có thể chia sẻ giúp cho chị với. Bắp tay to và chảy xệ thì điều trị như thế nào? Đối với những cái việc mà giảm béo trong cơ thể, nó là một cả một quá trình như vậy. Chúng ta thường hay thấy những cái phụ nữ mà sau khi sanh hoặc là chúng ta bước vào độ tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh thì mình thường hay thấy những cái vùng mỡ, chỗ mình không muốn nó có thì nó lại xuất hiện, mà chỗ mình muốn nó xuất hiện thì việc mình bị má hót chẳng hạn, khuôn mặt mình bị nhiều chỗ lồi lõm thì nó lại không có, mà những chỗ bụng, phần phía sau lưng hoặc là đùi thì là rất là nhiều. Bởi vì là khi quý vị biết là chúng ta đến cái độ tuổi qua 40, bước vào cái giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh thì cái hormone estrogen nó bị sụt giảm khá là nhiều. Câu chuyện về estrogen rất là thú vị quý vị. Nếu như mà chúng ta bị sụt giảm estrogen thì một cái điểm đầu tiên chúng ta có thể nhận thấy là da mình khô đi. Bởi vì estrogen nó làm tăng tổng hợp cái hyaluronic acid tự nhiên. Và một khi cái HA tự nhiên này nó bị giảm thì da mình sẽ bị khô đi, mất đi cái độ ẩm. Và estrogen nó cũng làm giảm cái tổng hợp collagen. Cho nên mình thấy bước qua tuổi 40 như là mình bước qua khỏi cái sự dốc kia của cuộc đời. Tục rất là nhanh. Ôi, dọa chị rồi. Nhưng mà may mắn là chị cũng ở đây, là chị cũng được nhiều các bác sĩ chăm sóc chị. Rồi mình cũng có công nghệ, chứ thực sự ra là sinh lão bệnh tử là không ai có thể thoát được. Nhưng mình có thể có những cái tác động của y khoa để giúp cho chúng ta trẻ hơn, khỏe hơn so với độ tuổi của mình, để cuộc sống chúng ta gọi là cái giá trị cuộc sống được kéo dài nhiều hơn. Bởi vì là bây giờ nền y khoa nói chung thì mọi người thường quan tâm đến chất lượng cuộc sống hơn là cái thời gian sống. Bác sĩ có thể cho chị, cho cả nhà chúng ta biết rõ hơn, ví dụ như là như em nói đầu tiên là cái nguyên nhân là do chúng ta ở cái tuổi 40 là thời điểm đó thì estrogen rồi progesterone, các hormone nó không được cân bằng nữa thì chúng ta sẽ mỡ sẽ tăng lên và cơ giảm đi. Rồi ngoài ra còn những cái nguyên nhân nào mà khiến cho có những, có thể là do chuyển hóa năng lượng chăng, bởi vì thấy là nhiều người cùng ăn một cái khối lượng cũng như là về cái năng lượng như nhau, nhưng mà có người thì lại hôm sau lợn lên cân, mà có người thì lại không bị tác dụng nhiều, không bị ảnh hưởng nhiều. Tụ trung lại thì chúng ta có thể thấy được cái việc tự nhiên cơ thể mình nó bị tích mỡ nhiều hơn qua năm nguyên nhân hàng đầu. Ví dụ như là quý vị ăn cái chế độ ăn quá nhiều năng lượng, quá nhiều calorie mà quý vị nạp vào cơ thể thì cái lượng calorie dư thừa này nó sẽ tích tụ với dạng mỡ. Nó không tích tụ với dạng cơ mình mong muốn, mà nó sẽ tích tụ với dạng mỡ. Vì vậy cho nên là quý vị phải, nếu muốn giảm mỡ quý vị phải lưu ý chế độ ăn của mình rất là nhiều. Cái thứ hai là do bác sĩ cũng vừa mới chia sẻ là cái hormone, cái sự sụt giảm hormone của estrogen nó sẽ làm cơ thể mình sinh ra một hiện tượng là kháng insulin. Insulin là một cái chất mà để nó tăng cường cái sự chuyển hóa đường. Mà khi mà quý vị xảy ra cái sự đề kháng insulin, tức là cái năng lượng nó không được chuyển vào tế bào và nó ở ngoài tế bào, xong rồi nó hình thành mỡ chúng ta nhiều. Và một cái điều lưu ý nữa là sự đề kháng insulin nó là tiền thân của đái tháo đường tiếp 2. Quý vị biết rồi, đái tháo đường nó dẫn ra rất là nhiều cái nguy cơ về sức khỏe, ví dụ như là đột quỵ, ví dụ như là những cái tai biến về tim mạch và thần kinh. Như vậy là chúng ta thấy tí mỡ không phải vấn đề chỉ là thẩm mỹ thôi, còn nó ảnh hưởng sức khỏe rất là nhiều. Đó tại sao người ta cái câu mà vòng bụng mà càng to thì vòng đời càng ngắn là vậy. Chính xác là chị Mai. Đó chỉ là sức khỏe nữa, đó chứ không phải là cái câu mà chị Mai với mình nói là không những là đúc kết từ những cái kinh nghiệm của ông bà mình đâu, mà nó được Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa vào một trong những cái tiêu chuẩn chẩn đoán của các hội chứng chuyển hóa. Đối với nữ thì quý vị trên 80cm ở vùng bụng của mình, hoặc nam trong vùng bụng của mình trên 90cm là quý vị đã có nguy cơ rất cao mắc hội chứng chuyển hóa rồi. Cho nên là rất nhiều khách hàng của mình ở BB thân mái là không nhìn form dáng là không có bị to lắm đâu. Người cũng khá là cân đối nhưng mà lại bị tích mỡ vùng bụng. Người ta rất là có hiểu biết cái vùng bụng, người ta thấy gì lớn là nó có problem rồi, mình nên giải quyết chứ không chờ đến cơ thể mình mất form mất dáng nhiều chỗ.
vì vậy mà ở càng khi mà chúng ta càng lớn tuổi thì cái năng lượng chúng ta nạp vào chúng ta càng 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 phải cẩn thận hơn nữa, bởi vì khả năng chuyển hóa nó không được tốt như khi chúng ta còn trẻ nữa. Và Mai cũng hay chia sẻ với cả nhà, nhiều người cứ nghĩ là chúng ta đi tập thể dục buổi sáng, đi tập thể dục 1 tiếng đồng hồ, đi bộ rồi chúng ta tha hồ có như ăn thêm tô phở, tăng kiềm thêm dĩa gỏi rồi tặng thêm ly chè rồi bắt đầu chơi trưa rồi nhân nha cái bánh bao chiên chẳng hạn, thì như vậy là nhiều lắm nha cả nhà ơi. Ví dụ như Mai thường thường là Mai cũng hay nói vui với bạn bè mình, giả sử như chúng ta đi bộ trên máy đi, với một cái tốc độ trung bình thì chúng ta có thể hao khoảng độ 240 kilocalori, nhưng mà ăn một tô mì vịt tiềm vừa thôi nha cả nhà là đã nạp vào trong cơ thể là 700-800 kilocalori rồi. Như vậy là đương nhiên là chúng ta cũng phải cần 2000-2500 tùy vào sức lao động và tùy vào thể trạng để vào cơ thể, nhưng nếu chúng ta ăn nhiều hơn cái mức đó mà chúng ta ỷ y để chúng ta luyện tập thì chúng ta sẽ gọi là mất một cái bẫy đó, là mất cái bẫy, đúng rồi, đưa vào trong cơ thể quá nhiều, quá nhiều, mà trong lúc chúng ta tiêu hao thì rất ít hơn. Mai hay nói đùa là nhiều khi mà chúng ta đi trên bộ trên máy 1 tiếng đồng hồ mà chúng ta ăn một tô mì, như vậy là chúng ta phải đi tới 2 tiếng đồng hồ để tiêu cái tô mì đó, hoặc là một cục sô cô la, và nhiều khi những cái sô cô la mà đặc mà nó rất là thì nó cũng lên tới mấy trăm, mà có cái nó lên cả 700-800, thì như vậy giống như mình đùa liếm với hết 5 phút đi bộ. chính vì lý do đó mà chị Mai biết không, người ta ước tính là tại Mỹ là một quốc gia rất là phát triển đó, cứ 3 người thì đã có một người mắc một chứng chịu khó khăn này. Thật sự ra là đó lý do tại sao mà vừa rồi chị đi Mỹ thì chị thấy là đúng là mọi người là phải chăm sóc rất là nhiều hơn nữa về sức khỏe của mình, bởi vì cái đó nó kéo theo rất là nhiều vấn đề về sức khỏe như là tiểu đường, như là bác sĩ Tín vừa chia sẻ. Như vậy biết được vấn đề như vậy không phải là dọa cả nhà đâu nhá. Cái này là những cái thông tin thực tế mà Mai với bác sĩ cũng biết được, nhất là bác sĩ Tín chia sẻ với chúng ta. Vậy thì chúng ta sẽ phải giải pháp ra sao để có thể để gọi là giảm bớt đi cái lượng mỡ mà chúng ta không mong muốn, không mời mà đến với chúng ta, thì bây giờ giải pháp như thế nào bác sĩ Tín? Đứng với ở dưới cái góc độ khoa học thì chúng ta sẽ có chia làm hai cái nhóm giải pháp để quý vị có thể giảm mỡ. Đầu tiên là chúng ta phẫu thuật thẩm mỹ, sẽ có phương pháp là hút mỡ bụng hoặc là chúng ta tạo hình lại thành bụng. Cái phương pháp thứ hai, giống phương pháp thứ hai đó là thẩm mỹ nội khoa thâm xâm lớn, giảm mỡ từ bên trong cơ thể của mình mà không qua chích rạch gì hết, thì chúng ta có thể có sử dụng radio frequency, công nghệ sóng của tuyến điện dung, HIFU, sóng siêu âm hội tụ cường độ cao, mesotherapy, liệu pháp chúng ta sẽ đưa những cái enzyme giảm mỡ và tăng chuyển hóa của cholesterol để mà chúng ta giảm cái mỡ tại chỗ. Thực ra khi mà Mai thấy là sử dụng cái công nghệ này á, thì đưa enzyme vào trong cơ thể của chúng ta để tan những cái vùng mỡ nó đi, và sau đó chúng ta sử dụng máy thì cũng có những lúc tại vì cái máy nó đi rất là sâu, vì mỡ nó không phải tính bằng mm như cả nhà, nó tính bằng cm, là nó đi sâu hơn nữa, thành thử ra là khi mà chúng ta xử lý bằng những công nghệ đi sâu như vậy thì nó cũng sẽ làm cho làn da của chúng ta nó cũng có những cái vết bầm hay vết tím chẳng hạn, phải không bác sĩ? Đó là những cái phản ứng swelling và bruising, đó là những cái phản ứng mà sưng mầm, là những phản ứng mà chúng ta có thể gặp được. Và tất nhiên những cái liệu trình thẩm mỹ nội khoa thì nó sẽ có những cái tác dụng phụ xảy ra như vậy. Tuy nhiên đổi lại thì chúng ta có thể đi làm lại ngay, chỉ có cái cảm giác hơi ê ở cái phần mà chúng ta vừa mới điều trị thôi. Rồi đó là quý vị đã rất ngại rồi, muốn chi hồn là chúng ta đi phẫu thuật thẩm mỹ. Rất là nhiều cái tai biến thẩm mỹ hiện nay bởi vì thực sự ra mà nói, ngay cả vấn đề mà điều trị công nghệ therapy hay những công nghệ thêm mát trên gương mặt đó, có nhiều người sau khi làm xong cái mặt sưng lên lo lắng đặt câu hỏi, thì Mai cũng chia sẻ với cả nhà giống như lâu lắm chúng ta không đi tập thể dục, mà bây giờ lần đầu tiên chúng ta đi tập một lần, chúng ta tập phải nói là phê luôn. Thì như vậy thì sau khi chúng ta về chúng ta sẽ đau ê ẩm, thậm chí là sưng nề, chúng ta đi cầu thang không nổi luôn. Thế rồi cái bụng chúng ta cũng không những nhỏ đi mà còn thấy sưng sưng lên, thì gương mặt chúng ta cũng vậy. Khi mà tác động của công nghệ đến đúng lớp cơ thì nó sẽ làm cho cái swallow là hơi sưng một chút, hơi nề một chút trên gương mặt của chúng ta, thì sẽ làm cho gương mặt chúng ta cảm thấy lúc đầu thì nó giống như là mình mới ngủ hơi nhiều, mình hơi tròn tròn tí. Nhưng mà cái triệu chứng này thì nó sẽ hoàn toàn là
là biến mất trong vòng lành tính lắm, trong vòng 1 tuần hoặc là 10 ngày. Thành ra là nếu như có sâm sưng bầm hay là có những cái vấn đề như Mai vừa mới chia sẻ hay bác sĩ Tiến chưa chia sẻ thì cả nhà chúng ta cần an tâm, hoàn toàn không vấn đề gì đâu, bởi vì Mai thấy là cũng có những cái thắc mắc của cả nhà như vậy. Rồi có nhiều bạn lại còn là có thể là làm thương hiệu với chị được không? Chào đón Son Nguyễn nha, cứ liên lạc với BB, BB rất là mong là có thêm nhiều những cái khách hàng cũng như là những người mà đã trải nghiệm công nghệ để có thể sau đó chia sẻ những cái hiệu quả cho tất cả mọi người, để chúng ta biết được rằng là ít nhất trong cuộc sống ngày hôm nay có những cái giải pháp, nhưng chúng ta có những cái vấn đề gì thì đều có câu trả lời cho chúng ta, để chúng ta có thể thỏa mãn được cái những cái thắc mắc hay là những cái vấn đề mà chúng ta cần lo âu. Một cái thắc mắc mà khách hàng rất là thường hay hỏi với bác sĩ đó chị Mai là tại bởi vì người ta rất là ngại những cái vấn đề mà mở và điều sau đó thì ra một cái trùng nhão, đúng rồi, nhìn rất là xấu xí, đúng rồi. Thì cái lợi thế của việc mà thẩm mỹ nội khoa chúng ta dám mở bằng nội khoa đó là tức là không có mổ xẻ gì hết đó, đúng rồi. Tức là nó tăng sinh cái collagen thông qua cái quá trình viêm mà chúng ta tác động cái nhiệt tới cái da thì nó làm cho những cái collagen ở cái da nó tăng sinh, không có bị trùng nhão giống như là những liệu pháp mà tại vì liệu pháp mà xâm lấn thì đôi khi đó như cả nhà biết là nó cũng sẽ có những cái phương, nó cũng gây mê, gây tê, rồi đồng thời là nó cũng sẽ có những cái rủi ro biến chứng và chảy máu, rồi chúng ta có nghỉ dưỡng. Còn đối với không xâm lấn thì hoàn toàn là an tâm, không chảy máu, không nghỉ dưỡng, và lại còn có những hiệu quả tốt hơn nữa là tăng collagen, tăng elastin, không làm cho làn da của chúng ta bị trùng nhão. Và cái phương pháp điều trị Venus Body như bác sĩ Tiến vừa chia sẻ là gồm có kết hợp giữa enzyme với những công nghệ của sóng cao tần hay là sóng siêu âm hội tụ, sẽ điều trị cho tất cả những vùng trên cơ thể của chúng ta, từ bắp tay cho đến đùi, cho đến mông, cho đến bụng. Nói chung những vấn đề nào ở đâu chúng ta có mỡ thì ở đó enzyme sẽ là nơi mà tiêu diệt, và những công nghệ cao sẽ là nơi mà làm cho làn da săn chắc để chúng ta có thể trở lại cái vẻ đẹp mà chúng ta đã từng có. Và như vậy là cả nhà cứ an tâm, cứ luôn luôn có những cái giải pháp cho chúng ta. Nhưng mà Mai nói vậy thôi không có nghĩa là chúng ta lại cứ tha hồ ăn uống, chúng ta vẫn phải có những chế độ ăn uống cho nó hợp lý, bởi vì chúng ta không nên để chúng ta quá mập gầy, mập gầy như vậy thì không tốt cho sức khỏe của chúng ta, chưa kể làn da cũng sẽ bị không được đàn hồi, sẽ không được, sẽ bị lỏng lẻo, do đó chúng ta luôn luôn giữ. Nhưng ngoài cái chế độ sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng, chế độ tập thể dục thì chúng ta có cái chế độ chăm sóc, và khi chăm sóc tốt được rồi thì chúng ta nên giữ cái kết quả đạt được. Thứ nhất là đỡ tốn tiền phải đi làm lại. Thứ hai nữa là chúng ta tăng cường cái sức khỏe của chúng ta. Đó, thì đó là những cái chia sẻ mà từ chính bản thân Mai. Mọi người cũng hay nói là tại sao Mai giữ được cái vóc dáng không bị mập lên, thì thực sự ra là Mai cũng có những cái bí quyết về ăn uống, chẳng hạn như Mai không bao giờ ăn trễ, Mai luôn luôn là nhịn ăn 16 tiếng và ăn trong khoảng 8 tiếng. Wow. Có nghĩa là chẳng hạn như chị ăn vào lúc 6 giờ thì mãi ngày sáng chị sẽ không ăn gì, đến sáng hôm sau vào lúc 9 giờ sáng chị mới ăn lại, hoặc 10 giờ sáng mới ăn lại, rồi 12 giờ ăn trưa, rồi 5-6 giờ chiều ăn bình thường, nghĩa là trong ngày ăn thoải mái, không kiêng khem, không có cảm thấy là mình để phải ức chế, thì mình không được ăn những cái mình muốn ăn gì được, mà ăn trong cái vòng 8 tiếng đó thôi. Còn sau cái vòng kiêng cô rồi là chúng ta sẽ không ăn nữa, chúng ta có thể uống nước sữa tươi, hay uống dinh dưỡng, hoặc là uống nước súp gà thì thoải mái thôi, nhưng mà Mai không ăn. Đó là cái bí quyết của Mai trong nhiều năm nay, dù cho Mai cũng tiệc tùng cũng đồ ăn ngon, mọi thứ hấp dẫn lắm, nhưng mình vẫn cứ ăn thoải mái, nhưng miễn là mình giữ được trong cái chế độ như vậy. Và ngoài ra thì Mai hay giả sử như Mai đang ăn nhiều cái rau củ quả này, rồi bớt đi lại những cái dầu mỡ chiên, ăn nhiều cá, ăn những cái mà gọi là không chân như cái cá này, ăn nhiều hơn là cái hai chân hơn gà, nhưng mà ăn gà thì lại tốt hơn là ăn cái bốn chân là bò heo. Đấy, có nghĩa là chúng ta cứ theo cái thứ tự như vậy để chúng ta có thể chúng ta nạp vào trong cơ thể của chúng ta những cái dinh dưỡng thiết yếu và phù hợp. Và đồng thời nữa là chẳng hạn như mình vừa thích ăn món A mà vừa thích ăn món B, mà món A tốt cho sức khỏe, món B không tốt bằng,
thì thôi thì chúng ta hãy lựa chọn món A vừa khoái khẩu vừa tốt cho chúng ta. Đó là cái mẹo mà Mai hay áp dụng để giữ cho sức khỏe của mình. Bởi vì Mai thấy là nhiều bạn, thậm chí bây giờ trẻ thôi, mới có 20 mấy thôi mà mỡ rất là nhiều. Như vậy là mình cũng, bây giờ thì không sao, nhưng mà để tiếp tục lâu thì cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Như vậy thì Mai cũng có những cái bí quyết nhỏ nhỏ của Mai để chia sẻ với cả nhà. Chưa kể là mình lại có cây nhà lá vừa nữa. Hơi một tí béo béo là mình sử dụng liền, chứ mình đừng có để béo nhiều như cả nhà. Ví dụ như là mỡ thì nó có 3 loại. Mỡ mềm, nếu mà chúng ta soi trên máy ra thì nó cũng giống như những cái chùm nho được nằm rải rác với nhau. Mà nếu như mỡ cứng là bắt đầu những cái chùm nho nó đặc đặc lại với nhau. Còn mỡ cellulite là nó bắt đầu đè lên nhau để nó sẽ tạo lồi lõm trên bề mặt da. Thì khi mà cellulite chúng ta sẽ khó điều trị hơn. Vì vậy mà chúng ta chỉ hơi một chút thôi là chúng ta điều trị liền, thì nó sẽ vừa giữ được kết quả tốt và đồng thời nó cũng không gây béo trở lại, và nó cũng làm cho chúng ta tự tin hơn và cũng không có tốn nhiều chi phí. Bởi vì chúng ta có nhiều mức độ, mỡ ít thì chúng ta điều trị ít hơn, mỡ nhiều thì chúng ta sẽ điều trị trung bình, còn mỡ thật là nhiều thì chúng ta sẽ phải có những cái thời gian điều trị lâu hơn và chi phí cũng sẽ tốn kém hơn. Không biết nãy giờ mình chia sẻ 36 phút rồi phải không em? 40 phút rồi hả? Mai thấy còn rất là nhiều câu hỏi. Bạn Nhung hỏi là hội thảo dẫn bạn đi được không chị Mai? Nhung ơi, chị rất là vui khi mà có được rất là nhiều những khách hàng, rồi mình dẫn theo bạn bè nữa cùng chia sẻ với nhau. Để vì đôi chúng ta sẽ là đôi bạn cùng tiến phải không? Cùng đặt chung với nhau, rồi cùng chia sẻ những cái bí quyết. Thành ra là Vivi chào đón tất cả với khách hàng đến với BB, đồng thời là có thể mời người thân bạn bè cùng đến, cùng lắng nghe và cùng gặp gỡ các bác sĩ để bác sĩ có thể trả lời cho chúng ta những cái câu hỏi, những cái thắc mắc một cách cụ thể nhất cho đúng cái mong đợi của mình. Và trong đây thì Mai thấy rất là nhiều những câu hỏi, thấy có bạn cũng đã rồi rất là nhiều câu hỏi mà không biết để Mai xem là còn câu nào khác. Có nhiều câu hỏi mà nó trùng thì thôi Mai không có xin phép và không mất thời gian của cả nhà nữa. Nhưng mà nếu như câu hỏi nào mới thì Mai sẽ gương mặt nhỏ, xương và da mắt trùng, da cổ nhăn, 45 tuổi mua một lần Vima có đủ hay không? Hay phải mua thêm? Đây là câu hỏi của bạn Nguyễn Vi. Cảm ơn bạn Nguyễn Vi đã gửi câu hỏi cho BBVT. Thật sự thì khi mình bác sĩ nhìn qua cái câu hỏi này thì là cũng không phải là thường gặp đâu, mà đối với cái gương mặt mà nhỏ xương, da mình bị trùng, mình đang muốn cải thiện cái da cổ, thì thực sự quý vị khi điều trị công nghệ Thermax thì nó làm săn cái da. Tuy nhiên trong quá trình điều trị với lại Thermax CTP thì nó hơi khó chịu. Chính vì vậy cho nên nếu quý vị quan tâm tới làn da cổ của mình thì chúng ta có thể chuyển sang điều trị với lại Thermax FLX và Thermax mới, thì cái cảm giác khó chịu nó sẽ giảm xuống và nó sẽ làm cái da mình nó săn hơn. Sau đó nếu quý vị có tình trạng plastima bens, tức là những cái nếp nhăn của cổ thì mình cử động nhiều, thì mình có sử dụng được công nghệ đó là chúng ta sẽ tiêm protein để làm giảm đi những cái nếp nhăn đó, đồng thời giữ cái tác động, cái hiệu quả của công nghệ Thermax được lâu hơn. Như vậy là Nguyễn Vi có những cái câu hỏi của bác sĩ rồi. Và nếu như muốn thắc mắc nữa thì chúng ta inbox rồi BB sẽ trả lời cho em, hoặc là em có thể ghé BB vào lúc 10 giờ sáng ngày chủ nhật này, kể cả Hà Nội cũng Sài Gòn nhé. Cảm ơn chị Thủy Nguyễn, chị hôm chủ nhật chị có tới BB làm đẹp, và cũng mong rằng chủ nhật tuần này là chị cũng cứ ghé để có và giới thiệu thêm bạn bè để có những câu hỏi. Bởi vì chị đã điều trị rồi, nhưng mà có thể là biết đâu chị cũng có những cái thông tin khác, muốn tìm hiểu thêm thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bác sĩ chị nhé. Cảm ơn chị ạ. Và bạn Lan Anh đặt câu hỏi là mụn ẩn li ti có điều trị hết không bác sĩ? Đối với tình trạng mà mình điều trị mụn, nó là một cái bước điều trị rất là lâu dài và sự phối hợp giữa bệnh nhân và bác sĩ. Tuy nhiên, ngày nay với sự ra đời của những công nghệ cao, máy móc, ví dụ như là laser và ánh sáng, thì cái việc mà điều trị mụn thì giao về cho bác sĩ nhiều hơn. Nó sẽ giải quyết được cái tình trạng da chúng ta bị nổ nhờn, sự xâm lấn của vi khuẩn VFN, thì cái tình trạng này hoàn toàn chúng ta có thể giải quyết được. Và
sau khi chúng ta điều trị dứt điểm, bạn có thể đi hàng tuần hoặc là 2 tuần đi một lần gì đó, tùy vào cái thời gian của mình để có thể là duy trì được cái tác động của nó được lâu hơn. Chứ còn mụn thì không thể nào chúng ta điều trị xong rồi chúng ta bỏ được, bởi vì cái này nó trong y khoa nó được gọi là cái tình trạng bệnh lý mãn tính của người chân của cái hệ thống năng lượng tiêu hóa rồi. Mình cũng phải biết cách chăm sóc và duy trì thường xuyên. Bởi vì nhưng mà những cái người mà bị mụn thì thường là da dầu, da dầu tiết ra nhiều thì sẽ gây tắc nghẽn của lỗ chân lông thì lại gây lên mụn. Mụn thì chúng ta có thể sử dụng, nếu mà thuốc thì những thành phần như là axit salicylic hay là vitamin A, hoặc là chúng ta có thể đi laser. Đi laser thì nó là một công đôi ba chuyện như cả nhà, nó sẽ làm cho da sáng để mịn màng, đồng thời là ngăn ngừa dầu và làm cho ngăn ngừa và nhiều chuyện mụn, giảm vết thâm nữa. Đó, coi như là rất là nhiều cái giải pháp cho chúng ta. Thậm chí những cái mụn mà hơi to to một chút mà chỉ cần sau điều trị một vài lần thôi là thấy cái đã khô rồi và cái thâm nó cũng sẽ được sáng lên. Thành ra có rất là nhiều giải pháp cho chúng ta ngày hôm nay, và công nghệ cũng rất là tốt để có thể chúng ta điều trị. Và nhưng mà bù lại da dầu thì lại có cái lợi điểm nha Lan Anh. Ví dụ như khi mà chúng ta lớn lên nữa thì thường là da chúng ta sẽ bắt đầu khô hơn. Giống như bác sĩ có chia sẻ là khi mà chúng ta lớn tuổi cái estrogen giảm thì da chúng ta khô, thì nó sẽ tạo nếp nhăn. Nhưng mà đối với những người có da dầu thì như vậy đây cũng là một cái cứu cánh để da chúng ta sẽ bớt khô và như vậy sẽ bớt những cái nếp nhăn li ti. Nhưng mà đương nhiên có những nếp nhăn do cơ thì đó là vấn đề khác. Nhưng những cái nếp nhăn li ti do cho cái làn da của chúng ta thiếu độ ẩm thì nếu đối với những da mụn thì chúng ta đỡ hơn được cái vấn đề này. Chế ơi, làm cho da mặt căng và trắng trẻ hóa hết bao nhiêu ạ? Cảm ơn Thảo Nguyên. Da mặt mà căng thì có nhiều loại lắm nha. Nếu mà căng mà kiểu cao cấp thì đương nhiên nó hơi cao một chút, nhưng mà nó vừa vừa thôi thì nó cũng chỉ có, nếu như căng thì chúng ta sử dụng laser thì tính ra cũng 1 triệu thôi cho một lần, và chúng ta có thể mua cái liệu trình. Còn trẻ hóa trắng và trẻ hóa chúng ta cũng có thể sử dụng công nghệ laser. Còn nếu chúng ta sử dụng công nghệ cao cấp hơn thì nó sẽ chi phí lớn hơn, nhiều hơn, nhưng mà chỉ cần sử dụng một lần duy nhất thôi. Còn nếu như chúng ta chỉ muốn là chi phí vừa phải thì chúng ta có thể sử dụng công nghệ laser hoặc là công nghệ sóng cao tần. Sóng cao tần thì một tuần chúng ta làm một lần, một lần như vậy thì chỉ có 3 triệu thôi, cũng sẽ làm cho căng da, rồi đồng thời đó là làm cho trẻ hóa da, tăng sinh collagen trên bề mặt da. Đồng thời trên bề mặt da thì sẽ được đưa nhau thai cừu đắp mặt nạ collagen, mà giá thì chỉ cũng có 3 triệu và một tuần làm một lần, hoặc là chúng ta có thể cách hơn nữa, thì như vậy cái chi phí nó cũng không đến nỗi. Và chưa kể là chúng ta còn duy trì được cái vẻ đẹp lâu dài nữa. Còn đối với làm trắng thì chúng ta có thể sử dụng công nghệ trắng da, thì cũng giá thì nó cũng khoảng 3 triệu một lần. Như vậy thì chị cũng chia sẻ với Nguyên một số những cái chi phí rồi. Mong là Nguyên khi nào mà yêu thương bản thân mình, muốn chăm sóc bản thân mình thì hãy nhớ đến chị, nhớ đến BB nhé. Cảm ơn Nguyên, yêu chế quá rồi, chị cũng yêu Nguyên quá. Rồi mỡ bụng em nhiều không biết có làm có nhanh hết không ạ? Cái vấn đề mà cái hiệu quả giảm mỡ có nhanh hết thì không, nó tùy thuộc vào bạn nữa. Bởi vì khi chúng ta cấy enzyme để nó phân hủy những cái mỡ cứng lâu năm của mình, và nó sẽ làm tăng cái tốc độ mà chuyển hóa cholesterol, chúng ta đi máy nhưng nó làm giảm những cái tế bào mỡ. Thì sau đó nếu như bạn càng tập thể dục, ăn uống theo chế độ không cần phải kiêng khem nhiều, ăn uống theo chế độ tốt và áp dụng những cái tip như mà chị Mai vừa mới chia sẻ, thì chắc chắn hiệu quả còn lại sẽ rất là cao. Và Mai thấy cũng có rất là nhiều những câu hỏi. Ví dụ như em vừa mới sinh em bé được 1 năm, công việc của em phải ngồi nhiều, BB giúp liệu trình nào phù hợp với em? Chắc là cũng mỡ vùng bụng mới hình thành. Ở với nhiều phụ nữ mà mang thai đó, mà mới có sinh em bé một lần đầu tiên, thì chúng ta ngoài cái việc chúng ta bị tích mỡ thì chúng ta còn có cái tình trạng da chúng ta bị kém đàn hồi. Thì chúng ta có thể sử dụng cái liệu trình Vitus Body. Chúng tôi sẽ kết hợp giữa những cái enzyme để phân hủy mỡ và đi những cái thiết bị, ví dụ như là Venus Legacy, tác động cái sóng RF cho quý vị, làm cho da mình săn chắc hơn, đỡ cái mặt da mình đỡ bị lồi lõm hơn, và nó sẽ căng cái da hơn. Quý vị không cần phải phẫu thuật gì hết.
Và nếu như chúng ta vừa mới sanh xong, có nghĩa là cái mỡ mới hình thành, chúng ta điều trị nhanh lắm, rất là nhanh, sẽ có kết quả rất là tốt. Chứ nếu mà chúng ta để lâu, mỡ tích tụ lâu thì như vậy cái mỡ nó cứng lên, nó thành cellulite, thì như vậy điều trị nó sẽ phức tạp hơn nhiều. Thế là chúng ta nên chủ động điều trị một cách sớm. Người ta bảo là càng sớm bao nhiêu thì chúng ta càng đỡ được cái chi phí thời gian cũng như là những chi phí về tiền bạc. Thật ra rất là mong được mọi người sẽ chú ý cho sức khỏe cũng như vẻ đẹp của mình, và mong rằng BB sẽ là nơi mà được mọi người lựa chọn. Và mới thấy là nãy giờ chúng ta live stream khá lâu rồi, 50 phút rồi. Mình nghĩ là mọi người bây giờ cũng chuẩn bị giờ chiều rồi, chúng ta cũng sẽ chuẩn bị những cái công việc khác cho người thân và gia đình của mình, cũng như là cơm chiều nữa. Chúc cả nhà mình một buổi chiều thật là vui, đầm ấm, hạnh phúc với những người thân yêu của mình bên bữa cơm thật là ngon miệng. Và nếu như cả nhà mình có những gì thắc mắc thì cứ inbox đặt câu hỏi, thì bác sĩ của BB cũng như là ekip của BB cũng sẽ trả lời cho cả nhà chúng ta. Và rất là mong được gặp lại tất cả những quý vị mà quan tâm đến sức khỏe của mình, về vẻ đẹp gương mặt cũng như là về vóc dáng của chúng ta, thì đừng quên hãy đến với BB vào lúc 10 giờ sáng chủ nhật tuần này tại Sài Gòn là 158A ngõ 6 quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc tại Hà Nội là 74 Tô Hiến Thành, quận Hai Bà Trưng. Rất là mong được chào đón tất cả cả nhà nhé. Và sẽ có phần quà rất là hấp dẫn cũng như là những cái phương pháp soi da đo kim loại hoàn toàn miễn phí chờ đợi chúng ta. Xin một lần nữa cảm ơn cả nhà đã lắng nghe, đã theo dõi, cũng như là mọi người đã thương yêu mà like, mà share giúp cho Mai. Còn nói mọi người chưa kịp share liền giúp nha. Và hẹn gặp lại cả nhà những dịp live stream lần sau. Và trước mắt thì hẹn gặp lại tất cả nhà chúng ta vào sáng chủ nhật này lúc 10 giờ nhé. Xin chào. Chào mọi người.